Xin kính chào quý vị nhà đầu tư Chào mừng quý vị nhà đầu tư đến với chương trình đầu tư giá trị từ A đến Z Ở trong phần 21 này AZFIN Việt Nam muốn gửi đến quý các anh chị Một lưu ý đó là có một cái hiểm họa Có thể nói nghiêm trọng một chút là chết người Không chuyên gia nào cho bạn biết Ở trên các mạng xã hội Hay là ở bất kỳ một cái kênh nào cả Đâu đó lác đác một số nơi có thì đấy có thể là họ copy của AZFIN Việt Nam vậy thì cái hiểm họa này như thế nào mà nó lại nghiêm trọng và nguy hiểm đến như vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng vào nội dung nhưng lưu ý quý các anh chị là nội dung nó sẽ đi từ từ đến giật gần giờ các anh chị sẽ thấy được cái hiểm họa nó kinh khủng đến như thế nào đặc biệt là ở trong uh, nội dung cuối cùng của chúng ta xin mời các anh chị đầu tiên là khi phân tích đánh giá về doanh nghiệp thì các anh chị quan tâm đến vấn đề gì nào thì gần như tất cả chúng ta nói đến đó là lợi nhuận sau thuế ấy cũng như các anh chị thôi thì đây là một cái phần rất quan trọng để chúng ta theo dõi tuy vậy thì không phải ai cũng hiểu rõ về lợi nhuận sau thuế và những cái thứ ẩn sâu bên trong cái lợi nhuận sau thuế này rất nhiều anh chị khi nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh chỉ nhìn mỗi dòng lợi nhuận sau thuế thôi mà không biết hàm ý hay cái cấu tạo của cái lợi nhuận sau thuế như thế nào Nó có thể gây ra những cái hiểm họa vô cùng kinh khủng Mà sắp tới đây AZFIN sẽ gửi đến các anh chị Trước tiên Chúng ta tưởng rằng cái lợi nhuận sau thuế là những cái thuộc cổ đông Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy đâu anh chị anh chị ạ Đằng sau con số lợi nhuận sau thuế là Rất nhiều thứ chúng ta cần phải xem xét và đánh giá Lợi nhuận sau thuế không phải là cổ đông hết cái số đó đâu. Ví dụ, anh chị nhìn thấy lợi nhuận sau thuế của FPT chẳng hạn, thuộc cổ đông công ty mẹ, họ ghi là như vậy thôi. Hơn 6 000 tỷ chẳng hạn, ví dụ như thế. Hơn 5 000 tỷ chẳng hạn. Nhưng, thực tế, không phải cái số đó là của cổ đông công ty mẹ hết đâu. Mà nó còn rất nhiều các cái thứ khác ở trong đó mà nhiều khi anh chị không nhìn đến không phải nhiều khi đâu mà gần như là toàn bộ các anh chị nhà đầu tư không nhìn đến và không hiểu rõ nó đó là ví dụ như quỹ phúc lợi khen thưởng thì không thuộc cổ đông và nhiều quỹ khác nữa cũng không thuộc cổ đông và thậm chí rất nhiều các doanh nghiệp họ sẽ đưa ra những cái rất lắt léo làm cho anh chị không hiểu được bản chất vấn đề ví dụ ở đây là một trường hợp rất nhẹ nhàng của ngân hàng ACB đi. Nếu như chúng ta nhìn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này thì anh chị có thể nhìn thấy số thứ tự số 3, lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp là 16.045 tỷ đồng. Nhưng không phải tất cả số này thuộc cổ đông đâu. Mà là cái quỹ phúc lợi của ACB. Nó là không thuộc cổ đông, nó là 400 tỷ. Như vậy chỉ có 15.600 tỷ thuộc cổ đông thôi Nhưng đối với ACB Đó là rất phe Khi họ trích 400 tỷ chia hơn 16.000 tỷ Có 2,5% thôi Thậm chí năm trước họ trích có 150 tỷ Tức là có hơn 1% thôi Họ như vậy đã đã rất phe Rất chuẩn chỉ với cổ đông rồi Hay trường hợp của ngân hàng VIP cũng vậy Họ trích, trích lập quỹ khen hướng Đầu đó có 100 tỷ thôi trên cái lợi nhuận sau thuế là 8.517 tỷ. 8.517 là riêng lẻ hợp nhất là 8.563 tỷ. Như vậy họ trích đấu gó có, có chưa đến 1,2%. Là rất hợp lý. Mức lợi nhuận thuộc ngân hàng, thuộc cổ đông là khoảng hơn 8.400 tỷ. Đó. Đây là những cái trường hợp họ trích rất chuẩn chỉ, rất tử tế, rất đẹp với cổ đông. Nhưng anh chị hãy đi đến slide tiếp theo mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Đây, hiểm họa chết người nếu anh chị không biết được rằng cái phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của các công ty như thế nào. Trường hợp cụ thể ở đây là công ty bảo hiểm của ngân hàng BIDV. Đấy, họ có công bố đấy. Nhưng mà đây chỉ là một cái mẫu rất nhỏ trong năm bảy chục thậm chí 100 trang tài liệu thì đa phần các anh chị không đọc đến và ngay cả các bạn phân tích của các công ty chứng khoán ý, khi người ta tính toán định giá phân tích đánh giá thì đa phần họ cũng không tính toán đến những cái khoản này mà họ lại gộp hết cái lợi nhuận và họ tính thế thành ra bị tính quá tính thừa cổ đông không thực sự có như vậy trường hợp ở bích đây các anh chị có thể nhìn thấy Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 442 tỷ 567

ở trong báo cáo tài chính của các công ty rồi ở trong báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán cũng thế họ lấy tất cái 442 tỷ này họ chia cho số lượng cổ phiếu thì ra EPS của cái doanh nghiệp này lên tới 3.770 đồng trên một cổ phiếu và với giá khoảng 28 hiện nay chẳng hạn như vậy PE bằng có 7.5 với một doanh nghiệp bảo hiểm chắc chắn trả cổ tức tốt thế thì rất hấp dẫn đúng không ạ Ví dụ như thế, nhưng cái phúc lợi khen thưởng 150 tỷ này không thuộc cổ đông mà thuộc cán bộ công nhân viên. Thế thành ra thực tế chúng ta phải trừ đi cái số đó. Anh chị ạ. À, thế thành ra cái số 150 tỷ này nó tương đương tới 33,9% lợi nhuận sau thuế. Như chúng ta nhìn hai trường hợp ở trên, VIP là chỉ có 1,2% thôi. ACB là 2,5% lợi nhuận sau thuế trích cho quỹ phúc lợi khen thưởng. Nhưng của BIC này lên đến 33,9% lợi nhuận sau thuế. Anh chị thấy khủng khiếp không? Thực tế lợi nhuận của cổ đông nếu mua cổ phiếu này chỉ có 66,1% số lợi nhuận sau thuế này thôi. Tương đương với khoảng 292,5 tỷ mà thôi chứ không phải 442 tỷ đâu. Thế như vậy trừ đi cái không thuộc cổ đông thì EPS thực sự của bạn có là bao nhiêu? Có 2.494 đồng mà thôi. Tức là với giá cổ phiếu 2830 thì PE của nó đã bằng 11,5 đến 12 lần rồi. Đó. Cái sự hấp dẫn nó bớt đi rất rất nhiều rồi. Thay vì PE nhìn có. Nhìn có bao nhiêu ạ? Nhìn có 7,5 nhưng thực tế PE nó là 11,5 đến 12 lần kìa ở đây tôi không nói đến cái chuyện đắt rẻ của cổ phiếu nhưng mà ở đây tôi nói đến việc anh chị hãy nhìn vào cái số thực tế cơ đây mới là, là số của cổ đông này và khi so sánh phân tích đánh giá các doanh nghiệp với nhau các anh chị phải loại đi cái này thì lúc ý so sánh cái lợi nhuận thực tế của cổ đông nó mới chuẩn chỉ và hợp lý yeah. anh chị lưu ý lại như thế nhé chứ không phải là cứ nhìn dòng lợi nhuận sau thuế này là so sánh là xong hết đâu nếu thế thì về lâu về dài đầu tư cực kỳ nguy hiểm và vô cùng rủi ro cả anh chị ạ. Nhưng trường hợp bích anh chị đã thấy nó khủng khiếp thế rồi. 100 đồng lợi nhuận sau thuế mất ngay 33,9 đồng. Khen thưởng phúc lợi rồi. Nhưng còn các trường hợp sau nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ở đây không phải lỗi của doanh nghiệp. Mà ở đây là lỗi là lỗi ở nhà đầu tư chúng ta không tìm hiểu về nó. Anh chị ạ. Đó, thì chúng ta sẽ bị hớ rất nhiều và thậm chí chết người đấy ở những trường hợp sau càng nguy hiểm đây là ví dụ của Viettel post anh chị ạ Đây chính là phương án phương án phân phối lợi nhuận trong cái tài liệu đại đồng cổ đông năm 2024 anh chị có thể nhìn thấy ở đây lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay là 378 tỷ, 6 tỷ Thực tế lợi nhuận của công ty mẹ năm nay là 379 tỷ, còn năm ngoái âm hơn 700 triệu. Nhưng mà anh chị hãy nhìn xem, trích quỹ khen thưởng phúc lợi tới bao nhiêu ạ? 151 tỷ 440 triệu đồng. Tương đương với 40% lợi nhuận sau thuế. Trích quỹ thưởng ban điều hành, ban kiểm soát và thành viên hội đồng quản trị là 1 tỷ đồng, tức là 0,26% lợi nhuận sau thuế nữa. Như vậy anh chị có thể thấy rằng 40,26% lợi nhuận sau thuế không thuộc cổ đông. Vậy thì lợi nhuận sau thuế thực sự thuộc cổ đông nó không phải 378,6 tỷ đâu. Nó thấp hơn con số đó rất nhiều anh chị ạ. Phải nói là rất nhiều. Đó, anh chị cứ thử tưởng tượng xem, công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế 100 đồng thì tới có 40,26 đồng là khen thưởng phúc lợi là trích thưởng ban điều hành ban kiểm soát thành viên hội đồng quản trị thôi vậy cổ đông còn được bao nhiêu đấy mới là cái các anh chị cần quan tâm để đánh giá thì mới biết đắt rẻ mới biết như thế nào lợi nhuận sau thuế 378,604 tỷ nhưng 440,26% số đó không thuộc cổ đông và lợi nhuận thuộc cổ đông thực sự chỉ có 226,176 tỷ mà thôi và EPS thực sự của cổ đông Viettel Post chỉ là 1857 tỷ thôi 1857 đồng thôi Chứ không phải Không phải Là Hơn 3.000 đồng đâu Và P trên E với giá 6970 hiện nay nó là 37,32 lần Thậm chí lúc Viettel Post mới chuyển đến HO mà rất nhiều các Chuyên gia trên mạng, rất nhiều chuyên gia chém gió Kết quả tốt PE này còn tăng trưởng ABC Cứ thần kỳ, cứ chém gió dựa vào những cái thông tin vô căn cứ Không có thông tin gì cả Mà toàn đi nói những cái câu chuyện bừng cua đâu đâu, đâu Không có con số chứng minh Giá lúc đi nó lên đến 9 mấy 100 Thì tức là PE nó bằng bao nhiêu? Bằng 55 lần anh chị ạ Cho một cổ phiếu mà... Tất nhiên nó cũng có vị thế nhất định Nhưng tăng trưởng của nó vất phập phủ Thế thì anh chị mua với PE 55 thì nó sẽ ra sao? Chứ không phải là con số lợi nhuận là 378,6 tỷ đây Không tin anh chị xem lại tất cả các báo cáo phân tích về Việt theo post xem Xem họ lấy con số 378,6 tỷ lợi nhuận để họ phân tích Hay là họ lấy cái con số thực tế có 226 tỷ thôi Họ lại đi lấy cả cái phần chia cho cán bộ công nhân viên ban điều hành để họ tính toán rồi họ quy ra giá cho cổ đông. Thế là sao? Đúng không? Về lâu về dài anh chị mà không biết được những điều này, anh chị lại tin vào những cái đó thì có phải là hiểm họa đến chết người không? Đúng không ạ? Rất khủng khiếp anh chị ạ. Anh chị có thể thấy. Phúc lợi khen thưởng thưởng ban điều hành lên đến 40,26% lợi nhuận sau thuế đơn giản thế đó anh chị tưởng tượng công ty đã làm ra 100 tỷ mất 40,26 tỷ chỉ cho phúc lợi khen thưởng thưởng ban điều hành nó ghê gớm đến như thế nào trường hợp viettel theo là lên đến 152 tỷ bốn tỷ trên 378,6 tỷ anh chị thấy khủng khiếp chưa có đúng là cái này nè tôi không phải dọa anh chị không tôi có hề dọa anh chị không nếu nhìn thực tế này nhưng mà trường hợp này lại chưa phải là cái trường hợp khủng khiếp nhất đâu. Còn rất nhiều các trường hợp khủng khiếp hơn rất nhiều con số này, thậm chí phúc lợi khen thưởng lên đến 6 70% cơ. Và dưới đây là một ví dụ như thế. Đây là cái trường hợp của NBC, công ty than núi béo, nhiều anh chị bảo rẻ quá, EPS thì cao PE bằng có 4 5 lúc còn có 3 rẻ quá, hấp dẫn quá, mua thôi mua thôi. Nhưng mà ẩn sau con số đó thì vô cùng nguy hiểm anh chị ạ. Đây chính là trích ở cái phần liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận của NBC than núi béo. Họ làm thế này anh chị nhìn hoa hết cả mắt cuối cùng chả biết thế nào cả. Đầu tiên lợi nhuận trước thuế 100%, trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Đúng chưa ạ? Đó, rồi họ lại bảo lợi nhuận còn lại sau thuế coi như là 100%. Thì mức cổ tức ở đây lại là 8% Chả hiểu 8% của cái tổng lợi nhuận sau thuế hay là của gì Thực ra là 800 đồng Rồi sau khi trả cổ tức họ lại ghi là Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức lại là 100% Lại trích quỹ đầu tư phát triển 10% Rồi trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp Tức là ban lãnh đạo đấy Nhỏ hơn một tháng lương bình quân đó Phần còn lại trích khen thưởng phúc lợi Hết sạch theo cổ đông trả còn được gì phần còn lại và anh chị nhìn vào đây các anh chị sẽ rất là đau đầu không biết rằng ô Thế nói tóm lại là nó trích bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu của cổ đông và bao nhiêu không thuộc cổ đông nhỉ? Cái này thấy phức tạp không ạ? Anh chị thấy loàn ngoan không? Nếu anh chị không tìm hiểu anh chị sẽ dính bẫy của những người này người kia khi hô hào về cổ phiếu. Nếu anh chị tìm hiểu rõ các anh chị biết à của tôi bao nhiêu, thực sự là trong đấy Thì đây là báo cáo kết quả của công ty than núi béo NBC Lợi nhuận trước thuế là 126 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế là 104 tỷ đồng EPS lên đến 2.814 đồng Và giá cổ phiếu lại 11.000 Thế có phải là PE bằng có 4 lần không? Nhìn 4 lần nó hấp dẫn quá đúng không? Quá hấp dẫn đúng không? Nhưng tôi sẽ phân tích cho các anh chị Anh chị sẽ thấy Đầu tiên lợi nhuận sau thuế đây lợi nhuận sau thuế 100% nó là 104,11 tỷ đây được chưa? Số lượng cổ phiếu của than núi béo là 37 triệu cổ phiếu, trả cổ tức 800 đồng một cổ phiếu mất 29,6 tỷ đồng thì cái này thuộc cổ đông rồi đúng không? Rồi còn lại sau trả cổ tức là 74,51 tỷ chúng ta lấy 104,11 tỷ trừ đi 29,6 tỷ ra 74,51 tỷ đúng không? và quỹ đầu tư phát triển ở đây họ lấy 10% của cái phần lợi nhuận còn lại này này, tức là 7,451 tỷ thì quỹ đầu tư phát triển vẫn thuộc cổ đông. Đây, hai cái thuộc cổ đông. Còn lại thưởng quản lý doanh nghiệp đây thì họ cho là nhỏ hơn một tháng lương, họ không có số thôi kệ họ, cái này không thuộc cổ đông. Tiếp theo lại còn lại sau khi trích cái thưởng người quản lý đây là 100% thì chia đôi, khen thưởng một nửa, phúc lợi một nửa như vậy. Tất cả cái phần còn lại là không thuộc cổ đông. Vậy thì phần thuộc cổ đông trong 104 tỷ là bao nhiêu? Là có 29,6 cộng một tỷ là 37,051 tỷ. Còn chi phí phúc thưởng khen lợi phúc lợi khen thưởng thưởng ban lãnh đạo là 67,059 tỷ anh chị ạ. À. Thế thì đây tổng thuộc cổ đông có 37 tỷ trên số lượng cổ phiếu là 37 triệu thì EPS thực tế là bao nhiêu có 1.000 thôi chứ không phải là 2.814 đồng đâu. Thế tức là doanh nghiệp này làm ra 2.814 đồng thì cổ đông có 1 đồng còn 1.814 đồng là phúc lợi khen thưởng vân vân Thế thì anh chị thấy nó khủng khiếp đến thứ thế nào chưa? khủng khiếp đến thế nào chưa Anh chị thấy chưa Tới hơn 60% 63, 64% Là trích cho phúc lợi khen thưởng Còn lại cổ đông có hơn 30% lợi nhuận sau thuế thôi Tôi thử hỏi tất cả các anh chị đang nghe ở đây Đã anh chị nào ngồi tính toán làm ra thế này chưa? Hay anh chị chỉ nhìn dòng lợi nhuận sau thuế Nhìn EPS là cùng hoặc nhìn P trên E trên các trang mạng trang web Và cuối cùng các anh chị suy ra ui PE rẻ quá hấp dẫn quá Thì anh chị thấy rằng núi béo bây giờ giá 12 mà EPS có 1.000 đồng thì có rẻ không có hấp dẫn không Cổ thức có 800 thôi Còn lại là đa phần là chia hết cho Cho nhân viên cho ban lãnh đạo rồi Ủa chứ không phải là cái phần còn lại đấy là giữ cho cổ đông chúng ta đúng không ạ? đấy các anh chị nhìn các anh chị thấy rõ luôn đấy. đây EPS 2.814 đồng nhưng mà của cổ đông còn 1.000 đồng thôi còn 1.800 hơn 1.800 đồng là của ông khác rồi thấy chưa? thấy khủng khiếp chưa? các anh chị đã thấy khủng khiếp chưa? thậm chí chết người chưa? Thế mà tôi nghe nhiều chuyên gia trên mạng nói về núi béo cổ phiếu than tuyệt vời ABC EPS 2008 mà giá có 11 rẻ bèo bọt định giá ít nhất phải bằng PE bằng 8 lần tương đương với bao nhiêu? Tương đương 12, 3, 2, 4 ngàn. Nhưng mà họ đâu biết rằng EPS thực tế của cổ đông có bao nhiêu? Đúng không? Ngoài ra cổ đông còn phải gánh thêm 5% thuế thu nhập khi nhận cổ tức anh chị ạ. Và rất rất nhiều các thứ khác được. Đây là một cái sự thật mà các anh chị cần phải nắm bắt được Cần phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu rõ Chứ không có ngày chết người thật đấy Chứ không phải tôi dọa đâu Tôi không hề dọa một chút nào Và đây chỉ là những cái kiến thức mà basic nhất, đơn giản nhất thôi Chứ nó không phải cái gì cao siêu cả Đó mà Ngay cả các chuyên gia phân tích Rồi tất cả các nhà đầu tư Lọc lõi nhất khoe rằng mình 5 năm, 10 năm kinh nghiệm, 15 năm kinh nghiệm nhưng họ không nhận ra. Vậy thì họ là đi làm cái gì? Rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình biết phân tích, mình hiểu phân tích rồi đọc được vài con số. Đúng không ạ? Nhưng mà cái đơn giản thế này còn không biết. Và còn nhiều thứ nó ẩn phía trong, nó kinh khủng khiếp lắm. Các anh chị không tưởng tượng nổi đâu. Đấy là tôi chia sẻ với các anh chị là như thế và chỉ có duy nhất azfin việt nam mới phân tích dầu tư giá trị một cách sâu nhất bản chất nhất sắc nhất để gửi đến các anh chị chứ không phải các anh chị nghĩ rằng cứ đọc vài quyển sách ok quyển sách đó là những kiến thức tuyệt vời tôi phải đồng ý là như thế nhưng nó có ra những cái thứ như thế này không ạ những thứ đơn giản nhất không đâu đó thì đấy là lưu ý các anh chị Và không một chuyên gia nào nói cho các anh chị biết Những cái điều thâm cung bí sử Thực ra không phải thâm cung bí sử Mà những cái điều hiển nhiên này Họ căn bản là vì họ cũng không biết Đúng không ạ? Đó, thì đây là những ví dụ Và trên sàn còn nhiều thứ như thế này Nó bất cập lắm anh chị ạ à. Tôi thống kê Đâu đó có khoảng độ 50 đến hơn 50 doanh nghiệp Trích phúc lợi khen thưởng lên đến trên 20% trăm khủng khiếp lắm Còn những doanh nghiệp trên 50% lợi nhuận của cổ đông mà chia cho cán bộ công nhân viên Nó cũng phải con số mười mấy doanh nghiệp cơ Đó, anh chị hãy cẩn thận nhé Và đây lỗi này không phải là đổ cho công ty Không phải đổ cho cán bộ công nhân viên họ ăn hết của cổ đông, không phải mà do cái nguyên tắc hạch toán vân vân của nó thế Của họ thế Và từ trước đến nay họ vẫn thế Việc của mình là gì? nếu mình sai mình phải tự trách mình và mình phải tìm hiểu kỹ khi ra quyết định cải thiện anh chị lưu ý là như vậy đúng không ạ và rất nhiều người bảo rằng là ôi cậu. kiến thức này kiến thức kia đưa ra đấy toàn mấy cái vớ vẩn lùa gà này kia không azfin không bao giờ kiến thức đưa ra kiến thức gọi là hô hào các anh chị làm giàu dễ lắm hay là ngon ăn lắm hay là mấy cái gọi là trò mèo lừa lọc nhau ở trên đấy đâu Mà phải dựa vào những cái kiến thức thực tế Thực chiến mà áp dụng vào đầu tư trong nhiều năm Đó Và chính vì thế cho nên ZFIN mới xây nên cái đầu tư giá trị vàng Mỗi tháng lên đến 10 video Thậm chí hơn Đó Các anh chị quan tâm thì các anh chị tham gia Ở trong đó có gì Ở trong đó có kiến thức cho anh chị từ A đến Z Đầy đủ hết Đầy đủ hết một tháng thì có bốn kiến thức liên quan đến định giá và phân tích cực kỳ sâu liên quan giá trị. Rồi là có thêm cả sáu clip nữa liên quan đến đầu tư giá trị đồng vàng, chia sẻ các cơ hội để các anh chị tham khảo. Và đây là nơi duy nhất Việt Nam đưa ra những cái nội dung bản chất và rất là đúng với cái gọi là đầu tư giá trị đến với các anh chị. Xin chúc các anh chị có những cái kiến thức hữu ích trong quá trình áp dụng và đầu tư của mình và ở nội dung tiếp theo sẽ còn nhiều câu chuyện thú vị nữa đến với các anh chị xin chào và hẹn gặp lại các anh chị